Chào mừng các bạn trở lại với ván đấu thứ ba giữa hai đội WOMG. Tỷ số hiện tại đã là 2-0 nhìn cho W thôi. Và một ván thắng nữa mà thôi thì họ sẽ có cho mình đó là chiếc vé đi tiếp vòng sau, đó là đối thủ của họ sẽ là BOG. Còn ngược trở lại thì đội hình đến từ bên phía của MC bây giờ họ phải đặt chân một bước vào cửa tử, gần như là bất kỳ một cái ván thi đấu thua nào của họ nữa ở trong kèo thi đấu BO năm này họ cũng sẽ đều bị loại, và cơ hội để có thể đi tiếp và tại vòng loại khu vực cũng sẽ tan tành dành cho bên phía của OMG. Thì họ cần, nếu như muốn đi xa hơn, nếu như muốn góp mặt tại chung kết thế giới, thì họ cần phải làm một cú lội cược dòng kỳ diệu ở trong cái cặp trận này. Thì không biết họ có thể làm được điều đó hay không, khi mà những cái vấn đề về mặt đội hình của họ đang gặp phải là quá nhiều, có quá nhiều những cái tình huống họ giao tranh trong cái thế bất lợi, và họ là đội tuyển chủ động giao tranh trong cái thế bất lợi khiến cho họ không có được những cái lợi thế sau khi những tình huống giao tranh đó kết thúc. Và cái điểm người chơi MVP vẫn là Shen. Anh ta có KDA vẫn tiếp tục là ván đấu mà anh ta không nằm xuống nha. Ván đầu tiên thì còn lập lăng của anh ta là 3012, ván thứ hai là 807. Về tổng chung là anh ta đã có đó là 11019 trong tổng chung hai ván rồi. Thì còn lập lăng của anh ta vẫn làm được rất là nhiều thứ, đặc biệt là tình huống mà anh ta triple kill trong khu vực gần bùa đỏ, đó chính là cái điểm nhấn lớn nhất kèm trên phía đối lưu. Rồi pha tranh mà cái nguồn sát thương của họ có cảm giác là thiếu hụt một xíu, thì sự bất ngờ từ sang nó lên tiếng. Đây là pha tranh kiểu như vậy, pha tranh vừa nói Delui có lợi thế đến từ việc là họ có được lượng trang bị nhỉnh hơn, nhưng họ lại mất người trước, nhưng sang nói không với pha tranh thua. Rồi một cú double biến ảnh giúp cho cái lượng sát thương thật sự là vượt trội trong những cái tình huống nhấp nhả kiểu như vậy. MVP lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với những cái áp lực quá lớn ở trong việc đi đường, và chưa kể là Creamy cũng đánh khá là hụt hơi ở trong kèo thi đấu này nữa. Có bài sinh ra của Creamy là một cái dấu chấm hỏi quá lớn, và dấu chấm hỏi này là một cái điểm yếu nhất định dành cho đội của họ, khi mà chúng ta cũng có thể thấy cái sức mạnh đến từ bên phía của OMG. Đa phần là họ sẽ cố gắng để có thể vịn vào người chơi được giữ của mình để có thể tạo đột biến trong tình huống giao tranh, nhưng có lẽ với cái việc mà chơi những cái con tướng pháp sư nó không phải là cái điểm mạnh mà Remy có thể phát huy được, cụ thể là trong kèo thi đấu BO năm này thì anh ta chưa làm được gì nhiều ở trong ván thi đấu thứ hai. Một ván đấu sinh ra là lập lăng thì anh ta không thể hiện được, cũng có thể lý giải bằng cách là rừng của anh ta gặp quá nhiều áp lực cho nên anh ta không có những tình huống di chuyển trước so với đối phương được. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có cần cấm lập lăng hay không. Ngày hôm qua thì khi mà ván đấu đầu tiên lập lăng quá khủng khiếp tay của Icon, thì tôi nghĩ rằng Suning cấm lập lăng trong bốn ván còn lại là điều hợp lý. Nhưng hôm nay OMG có vẻ nhận ra cái vấn đề này hơi trễ. Đến ván thứ ba thì họ không cấm Kalista, họ không cấm Varus nữa và họ cấm đi lập lăng. Còn WE thì họ vẫn giữ nguyên đó là ba lượt cấm mà thôi, đó chính là Akali, là Sett và cả Rhea. Và cướp luôn con Viego trong đội hình đến từ bên phía của Baysan là những sự lựa chọn đáp trả ở ván thi đấu thứ ba dành cho bên phía của OMG. Như vậy là chúng ta sẽ có đổi kèo đi rừng, không còn ưu tiên con bài Xin Giao dành cho khu vực rừng nữa. Wow, quyết định là lấy lại những cái cặp vừa rồi đến từ bên phía của OMG. Rất thú vị đến từ bên phía W cho những cái sự lựa chọn kiểu là như vậy nha. Hiện tại thì anh ta đang gà kèo để có thể tiếp tục đánh Sylas ở khu vực giữa cùng với Creamy. Nhưng mà bên phía của OMG cũng có bước đáp trả rất nhanh chóng. Họ sẽ đánh hai con tướng sát thương vật lý ở hai khu vực rừng đơn. Rumble sẽ nằm trong tay của AK trong khu vực rừng. Tôi thấy cái kèo Salad khu vực đường giữa này không thơm tí nào anh Linh à. Tại vì con lớp lăng vừa khả năng đẩy đường vừa khả năng đè đường, thì con Syndra cũng làm được điều tương tự với con Salad. Cho nên chọn Irelia khu vực đường giữa cũng là một sự lựa chọn mang tính chất kỹ năng khá là nhiều, nhưng đây là một kèo có cơ sở cao hơn. Với Irelia thì khả năng outplay được con Syndra là có, khả năng giảm sát thương cũng có. Và cả hai bên đã hoàn thành xong đó rừng và hai đường đơn rồi. Zac khu vực trên đối đầu với lại Viego, còn Irelia khu vực giữa đối đầu với lại Syndra. Và Rumble thì ở phiên bản 11.15 này có những sự điều chỉnh, không phải là giảm sức mạnh, không phải tăng sức mạnh, nhưng điều chỉnh lại cái nội tại, đến từ việc là bạn thấy rằng cái việc mà quá nhiệt nó sẽ kích hoạt ngay lập tức, nó không còn cái thời điểm kiểu như bạn dùng được hai chiêu cùng một lúc nữa. Cho nên bây giờ con Rumble cũng là một vị tướng tôi nghĩ là có khả năng dọn rừng cũng rất là tốt mà thôi. Chỉ có điều là ở cấp độ 1, nếu lên cho mình đó là cái khiên phế liệu đó, thì bạn không tích được cho mình đó cái quá nhiệt nữa, tại vì cái thời gian hồi chiều từ khiên phế liệu được gia tăng lên rồi.
Rồi để có quyết định đến từ cho cả hai sẽ như thế nào, chúng ta đang có cái kèo rất nặng về kỹ năng ở trong những khu vực đường đơn khi mà bộ ba nửa trên của bản đồ đều đang được lộ diện. Jack ở khu vực đường chơi dành cho Fritz để có thể đánh những cái kèo với con Virgo. Lực cấm phía 2 thì nhắm xuống khu vực đường dưới khá là nhiều. Rail đã bị cấm đi dành cho Ko, Kai'Sa cũng tương tự là như vậy. Phía bên kia thì đã cấm đi cho mình đó còn bạn Kalista, Varus và Aphelios vẫn đang còn. Và đội hình đến từ bên phía của W hoàn toàn có thể được quyền sở hữu những con tướng này. Hoặc là ván thi đấu này anh ta hoàn toàn có thể đánh tiếp được cho mình đấu công bài Ash ở khu vực bên dưới. Nhưng mà bởi vì còn Thresh thì cái sự lựa chọn này đến từ bên phía của WWE sẽ là Thresh hay là Aphelios đây. Bên phía bên kia có những vị tướng có khả năng băng vào và tấn công tầm xa khá là tốt, nên tôi nghĩ là Ash sẽ là một sự lựa chọn hơi khó dành cho bên phía của WWE. Aurelia tiếp cận Rumble mua tên lửa từ xa, tuyệt mệnh khả năng tiếp cận vào thì con Ash cảm giác là hơi khó để chơi một xíu. WWE thì họ chọn Trundle, họ có 3 vị tướng cận chiến với khả năng tiếp cận cũng tương đối là ổn. Họ có khả năng giữ chân với cọc băng, họ có khả năng tiếp cận với con Shin Zhao với cái phong lôi thương, và tình cả đó là cái can trường của mình. Thì bây giờ OMG chọn xạ thủ nào đây? Samira. Tôi nghĩ Samira là sự chọn hơi khó chơi khi đối đầu là Shin Zhao phía bên kia, tại vì bạn sẽ phải canh cái lốc cứu của mình chính xác. Còn nếu như Ezreal bây giờ, nó sẽ bổ sung lực lượng sát thương từ phía xa dành cho phía của OMG. Vẫn còn Aphelios và Fresh, nhưng mà quyết định đến từ bên phía của OMG khi mà thấy con Trundle thường xuyên được pick khi mà đội hình của phía đối phương có con tướng xạ thủ Aphelios. Và đừng quên rằng ở trong những ván thi đấu trước thì Trundle cũng nằm trong lực cấm phê 2 đến từ bên phía của OMG. Đội hình bắn cọc bắt đầu được hình thành dành cho WWE khu vực dưới, khả năng làm chậm rất là khó chịu nha. Đây sẽ là một cái xu ngán mà tôi nghĩ rằng cũng khá là ổn á. Những tình huống đại băng tiện đến từ EO ở trong ván thi đấu vừa rồi cũng phát huy được cái độ hiệu quả nhất định. Và chưa kể nói cái khả năng băng bổ vào đến từ cái hàng trên của bên phía WWE cũng sẽ là có nữa. Ngược trở lại, có mẻ riêu này đến từ bên phía KOMG khiến cho ván thi đấu này họ sẽ không có đặt nặng cái điều kiện thắng ở khu vực dưới nữa, mà nó sẽ hướng lên nửa trên bản đồ đúng với cái cách vận hành ở trong hai ván thi đấu đầu tiên của họ. Thì ván thi đấu này thì Able sẽ, thứ nhất là anh ta sở hữu cái một trong những cái công tướng mà anh ta đã đánh khá là tốt ở trong vòng bảng với con mẹ Ezreal. Thứ hai nữa là anh ta sẽ có cái thời gian để có thể tự chơi, tự farm ở khu vực bên dưới, tạo ra khoảng trống di chuyển roaming dành cho Cole với con bài Leona để nhằm cái mục đích là tạo những cái lợi thế ở khu vực tiền đơn chẳng hạn. Thì đó là cái ý đồ đang có ý định triển khai dành cho bên phía của OMG trong ván thi đấu này. Thứ nhất là đường giữa sẽ là đường mà nhắm đến nhiều nhất từ OMG, tại vì nếu như mà có Aurelia, bạn thấy rằng Aurelia có được cái lợi thế dẫn trước so với là con Shin Ra, thì cái khả năng lăn cầu tuyết tới từ con Aurelia rất là mạnh mẽ, với khả năng đâm kiếm liên tục dùng cho mình đó là khả năng tiếp cận và làm choáng để có thể tấn công vào người của đối phương. Và nó trở về với cái chất tướng đúng với kiểu chơi của Creamy ở khu vực đường giữa. Con Sang chọn cho mình đó là Shinra, anh ta vẫn quen thuộc với những tướng pháp sư mà thôi, để chờ xem cái kèo này ở khu vực đường giữa xử lý như thế nào từ Sang. Còn đội hình của anh phía WWE, tôi nghĩ rằng họ bổ sung con Ash là một phần ở đó, nhân linh nói nghĩa là họ muốn công cụ mới tranh. Chứ con Ash này mà nếu như bên phía bên kia với con Aurelia và con Virgo mà có được cái lợi thế trước đó, thì tôi có cảm giác con Ash này gần như sẽ không được chơi, tại vì khả năng tiếp cận tới từ Leona, tới từ Aurelia, và Ash sẽ không có khoảng trống để thể bắn được. Và chúng ta cũng cần phải chú ý đến những cái tình huống đặt cọc đến từ Missing nữa, thì đây cũng sẽ là trong những cái phương pháp khá là khó chịu khi mà đội hình đến từ bên phía của OMG. Độ cơ động ở một vài những cái con tướng là nó không có cao, như con Aurelia nếu mà không có lính, không đâm được kiếm thì cũng sẽ kém đi cho mình ở phần cơ động. Rumble tương tự là như vậy. Còn ngược trở lại, cái đội hình mạnh đến từ bên phía của OMG sẽ là như thế nào đây? Họ có một vài những cái chiêu cuối trên diện rộng, thì đây sẽ là một trong những cái cơ sở tốt của họ để có thể tấn công. Mưa tên lửa sẽ là một trong những cái phương án để có thể nhắm vào xạ thủ trực tiếp đến từ bên phía của WWE để có thể giảm luôn cho mình cái nguồn sức mạnh từ hàng sau của phía WWE. Cách khởi đầu dành cho ván thi đấu này đến từ L cũng đã có cái sự khác biệt nhất định khi mà anh ta thấy rằng cái áp lực ở trong dây đi đường khi mình phải đối đầu cùng với Ezreal là không có cao, nên ta hướng tới cho mình đó một cái lưỡi liềm để có thể tích số được. Không có bất kỳ một con mắt nào được cấm ra phía sau đến từ bên phía của WWE cả, bởi vì anh ta vừa rồi cũng đã phát hiện ra cái vị trí đứng đến từ Able, nhiều khả năng là anh ta sẽ bị mất đi con mắt nếu như anh ta cấm vội. Nhưng có ý định xâm lăng ở thời điểm cấp độ 1 dành cho phía của WWE, máy quét ngay lập tức được triển khai. Bay Sang dẫn đầu đoàn quân của phía WWE bắt đầu tiến vào. Able đang đứng phía trước mặt, anh ta đã nâng cho mình đó là kỹ năng đúp, xin lỗi, kỹ năng quy, và đó là thông tin được đưa ra. Chủ động tốc biến đến từ Bay Sang, chủ động tốc biến đến từ L, và điểm hòa cộng chiến công đầu dành cho Bay Sang. Một pha thi đấu mà Able lại tiếp tục đứng lên rất cao. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là cái điểm mạnh lớn nhất của WWE nha. Bạn hãy nhìn trong cả hai ván đấu, ván 2 và ván 3, khả năng xử lý biến số rất là nhanh ở từ WWE.
Khi mà ván đấu cắm vào trận kết thúc, không biết đội hình của đối phương với con Rumble cấp độ 1 không bao giờ đánh nhau lại với Xin Zhao cả. Và đội hình với Ash tấn công tầm xa với cọc băng sẽ giữ chân đối phương. Và cái điều quan trọng khi mà Missing có tình huống đi vào, đầu tiên là ta biết có mắt đối phương ở đó, thứ hai là anh ta bị bắn phát tầm ý đến từ Able, có nghĩa đồng nghĩa là con Ezreal sẽ không có khả năng thoát lui. Thì một cái khởi đầu bây giờ là quá lợi thế ở khu vực đường dưới, quá lợi thế khu vực rừng, khi bây giờ bay sang ăn xong cho mình đó là bùa đỏ, cướp bảy chim biến dị chưa được con chim nhỏ nhất khoảng đảo khu vực đường dưới. Ôi con cấp độ 2 rồi. Đấy là Fireball cấp độ 2 tấn công rất là nhanh, dịch chuyển từ cả hai bên nguồn khu vực đường giữa, nhưng mà sang tóc biến của anh ta bắt buộc phải được dùng để thể thoát ngược trở về, coi như là một đỡ một khu vực đường dưới tình huống mà El là người nằm xuống, sang là có để hạ gục, nhưng bên phía bên kia thì Able có để hạ gục gỡ ngược trở lại khá là tốt. Do tình huống mà hình như Able anh ta ra đường trễ, cô là người đổ trước. Và bên phía cái WE thì họ có một cái vài trục trặc tình huống vừa rồi khi mà họ không tính kịp cái thời điểm lên cấp độ từ cô. Và đó pha tấn công mà tôi nghĩ rằng cũng khá là sắc nét dành cho bên phía của OMG, mặc dù cái hộ vệ vừa rồi được kích hoạt nhưng xạ thủ đến từ bên phía của W là người chơi bị nhắm tới, cái lượng sát thương liên tiếp tấn công vào anh ta cũng không thể nào chịu nổi cái lượng sát thương này, bởi vì trước đó thì anh ta cũng đã mất đi cho mình đó tóc biến rồi. Một tình huống hai các phép bổ trợ cũng khá là rõ nét, hai dịch chuyển của cả hai người chơi đường giữa đáp xuống, thì đây cũng là tình huống cố gắng để có thể đổi mạng ngược trở lại, nhưng rõ ràng cái điểm hạ gục rồi nó thuộc về cả xạ thủ, thì đó tình huống trao đổi tạm thời tôi đang tính là có lời dành cho bên phía của OMG. Những cái tình huống múa ở khu vực đường giữa đến từ Remy cũng tương đối là ổn nha, 27 so với 15 về mặt chỉ số lính, là một trong những cái bước tiến của anh ta lớn ở trong dàn đi đường. Hai ván thi đấu trước là hai ván thi đấu mà anh ta thua lên, ván thi đấu này thì bắt đầu có một cái dấu hiệu khởi sắc hơn. Khu vực đường trên sẽ tự phản công được trở lại dành cho Red, nhưng mà lượng máu của anh ta đang tương đối là thấp, bắt buộc phải mất luôn cho mình đó tốc biến cho cái pha nhấp giả vừa rồi của Neil. Mà trong khi đó khu vực đường giữa thì mặc dù Shang có cho mình đó lợi thế mạng điểm hơi gục, nhưng mà anh ta lại không có được lính nhiều hơn so với đối phương. Creamy có 27, Shang chỉ là 18 mà thôi, và Creamy vẫn còn tốc biến, trong khi đó Shang thì không còn tốc biến nữa. Mà cấp độ 6 của Irelia có tốc biến tấn công vào, còn Syndra không có tốc biến là một cơ sở rất là tốt dành cho OMG. Ván đấu này thì những cái khởi đầu khó khăn phần đã trôi qua rồi. Khi mà Able anh ta bị hạ gục đến từ phía của L, đó là thời điểm mà lính chưa ra từ cả hai bên, cho nên mất tốc biến từ cả hai xạ thủ. Nhưng cái quan trọng là bay sang cũng mất tốc biến, thì phần đó cũng không phải là cái khó khăn quá lớn dành cho phía của OMG. Nó chỉ là khó khăn cho AK mà thôi, nhưng từ nãy giờ thì anh ta cũng có những khoảng trống di chuyển ở rừng của đối phương, cướp lại được đó là bảy người đá. Thì cái khoảng cách về tiền mặc dù vẫn đang hơn đến từ phía của WE, nhưng sẽ có những cái cơ sở để khai thác dành cho phía của OMG, đặc biệt là khu vực giữa. Nhưng ngược trở lại thì trong cái khoảng trống vừa rồi của Baysang đang cố gắng để có thể di chuyển, thì anh ta đang cố gắng tích tụ cái khả năng farm của mình. Tỷ số farm của anh ta đang vượt hơn so với AK. Lần với anh này thì anh ta cũng đã có được cho mình đó dây thép gai rồi. Lượng tiền thật sự rất là vượt trội đối với con bài sinh giao này của Baysang. Anh ta sẽ trở thành một trong những cái nguồn sát thương về mặt đội hình của bên phía WE. Cứ bên giữa, Sang có sự trợ giúp đến từ Missing. Anh ta đang cố gắng để có thể câu kéo những cái thủ trao đổi kỹ thức. Nhưng mà cảm giác Remy bây giờ vẫn đang tương đối là khỏe ha. Lần về nhà này của Remy thì anh ta cũng hướng lên giày cộng với một hỏa ngọc, chứ anh ta không đóng thẳng những cái kiểu dạng món trang bị như là kiểu dạng huyết trường. Thứ nhất lượng tiền của anh ta không đủ, thứ hai là anh ta muốn gia tăng thêm cái đội cơ động hơn chút xíu đôi phần để thoát khỏi những cái tình huống tấn công của phía đối phương. Một khoảng trống nhỏ nhỏ được dành cho Missing, anh ta di chuyển vào để lại một cái lượng tầm nhìn nhất định vào khu vực bãi gym, thì phần lớn cũng sẽ có được cái độ tác dụng nhất định. Những cái tình huống kiểu dạng đè lên xong rồi nhá Icon khá là khó chịu dành cho Sang. Nhưng từng nghe pha vừa rồi nhá Icon đến từ Missing và Sang lại do hụt con xe. Con xe đáng lẽ như Missing người ta muốn di chuyển ra để ăn con xe vừa tích được cho mình đó, cái trang bị hỗ trợ và thêm cả là việc mà hỗ trợ cho Sang dọn con lính này di chuyển nhanh hơn. Những cái pha vừa rồi là cả hai bên nhường nhau như mất đi con xe. Nhớ đây là pha của Quỳnh, mình mà không có tốc biến từ Brad, không có dịch chuyển được lính tích tụ vào, vô cùng đẹp dành cho OMG. Không bây giờ, không còn là bao giờ nữa kìa. Bắt đầu Lava có phản công nhưng đang sấy quá nhiệt dành cho AK. Tình huống băng trụ chuẩn chỉ, sát thương là không đủ. Một pha mà mất đi hai quay lính ở khu vực đường trên rất là nặng nề. Able đang gặp cái tình huống tương tự khu vực đường dưới, nhưng có cú dịch chuyển đến từ Liu để có thể cứu dành cho xạ thủ mình, chủ động tốc biến theo để có thể cố gắng tiếp cận vào người của L. Vừa rồi L đã chủ động tốc biến phong lôi thương nhắm vào người chơi Neil, và Neil cũng đã phải lên bảng điểm số. Able cũng sẽ phải nằm. Double kill dành cho Baysang. Mọi lợi thế mà bên phía của OMG dành cho Neil ở khu vườn trên trước đó
nó đều đổ sông đổ bể. Anh ta tích được lính rất là to khu vừa trên, có được điểm hạ gục. Để rồi sau đó thì dịch chuyển xuống khu vực rừng dưới, mất tốc biến mất tuyệt mệnh, nhưng không có được cái gì cả. Đây là pha có được thông tin hỗ trợ, nghĩa là Able bị bắn trụ thì đồng đội sẽ hỗ trợ, nhưng cái vấn đề là hãy nhìn tình huống hỗ trợ. Anh ta lại dùng cho mình cái tuyệt mệnh chỉ để rút ngắn khoảng cách mà thôi. Đen nhờ, có tình huống mà không có tầm nhìn ở trong cái bụi cỏ đó. Và El thoát khỏi cho một cái đòn đánh cuối cùng có cái nội tại đến từ Neil. Hơi đáng tiếc và cú tốc biến của anh ta cũng khá là chí mạng nữa. Thông thường là chúng ta sẽ tốc biến vào cái thời điểm mà đối phương vừa mới hết cái hiệu lực của cái móng vuốt hắc ám á, tốc biến vào trong bụi để có thể chạy. Nhưng El vừa rồi đã có pha xử lý mà tôi nghĩ rằng cái độ bình tĩnh cũng như cái độ tinh tế của anh ta là có. Một lần nữa thì nó vẫn là câu chuyện xử lý biến số cho WWE mà thôi. Họ vẫn giải quyết được câu chuyện khi đối phương dịch chuyển xuống với sự hỗ trợ. Họ phản công thành công trong tình huống đối phương muốn công vào người của mình. Và cái lượng tiền chênh lệch đó vẫn đang là nhỉnh hơn dành cho WWE, đó là 1.000 tiền với việc là họ hơn 2 điểm hạ gục ở khu vực đường giữa làm choáng thành công. Nhưng Primi vẫn đang thu một cấp độ so với lệnh tiết của Shang. Và Bay Shang thì đang lẫn vẫn gần khu vực đường giữa cho nên Primi không dám tấn công. Tốc biến của anh ta mất khi chúng ta không được xem thấy thì chắc là tình huống Bay Shang ra khu vực đường giữa hay sao mà tốc biến của anh ta mất. Và chiêu cuốn nó dùng trước đó rồi. Rồi, bắt đầu có được một vài những cái tình huống để có thể cố gắng phản ứng được trở lại dành cho bên phía của OMG. Họ di chuyển ra đây để thay tranh chấp, đại băng tiễn sẵn sàng đến từ L. Tôi vẫn chưa thấy cú tung đại băng tiễn bay sang bắt đầu lao vào bán nguyệt thương được sử dụng mưa tên lửa được nhắm nhưng không thực sự đẹp. Đại băng tiễn nhắm trúng vào người của Remy, Remy đã phải lên bảy điểm số. Bixin quay ngược trở lại, double kill dành cho con bài Jack của Queen. Và đây thật sự là tình huống giao tranh tan vỡ dành cho bên phía của OMG nữa rồi. Một pha thi đấu mà họ tiếp tục rơi vào cái góc tương đối là khó chịu. Và cái mưa tên lửa đó đứng từ AK nó lại không phát huy được cái độ hiệu quả nhất định. Và con Shinja vẫn rất là khỏe khi bạn thấy rằng những điểm hạ gục có trước đó giúp cho Baishan có được cái lượng trang bị nó là nhỉnh hơn sau lại AK. Anh ta có sát thương. Bên phía bên kia thì AK có cho mình đo giày pháp sư thêm phố cá mà sao bạn hãy nhìn. Baishan rất khỏe nha, anh ta tiếp cận vào giữa đội hình của đối phương bật cho mình đo bán nguyệt thương anh ta để gây sát thương, tốc biến người trở về để sát thương đối phương. Nhưng cái vấn đề là cái bùng nổ sức mạnh nó là vẫn là một chiêu cuối có được cái lượng sát thương rất là to, nhưng bây giờ là phải bị tấn công từ L. L đang hơi lạc lối rồi nhưng có sự hỗ trợ. Bắt đầu va chạm thanh kiếm tiên phong đâm vào người của L, đó tình huống làm choáng thành công dành cho Creamy. Tình huống căng dây tầm dài đến từ Creamy, anh ta cũng đã có cái điện thoại gục đến từ xạ thủ quân phía WE. Nhưng đây không phải là một trong những cái ngồi nổi chính, chúng ta hãy nhìn vào cái KDA của L kìa. 027, anh ta đang đóng vai trò đa dụng hỗ trợ được cho những người đồng đội của mình với con bài Ash. Hợp lý mà thôi, là con Ash thì bạn có thể đầu tiên là sẽ làm chậm, thứ hai là làm choáng và bạn sẽ phần đó hỗ trợ thêm sát thương từ đằng xa. Nhưng vừa rồi là tình huống đứng trước mặt đó phương bóng B về nhà rất là lỗi đến từ phía của EO, ta được xem lại trên góc nhỏ bên phía bên phải. Theo pha mà anh ta bị đối phương tấn công khi mà đứng trước mặt đối phương kiểu dạng như trừ người đối phương như thế này. Nhưng một sai lầm đến từ EO nó không giúp cho anh phía của OMG gỡ lại bao nhiêu được cả. Tại vì một điểm hòa cục đó dành cho anh phía Premier khu vườn giữa, thì bạn hãy nhìn cái khoảng cách khu vườn giữa giữa hai bên. Lính farm gần bằng thời gian từ sang 97 ở phút thứ 11 ván đấu. Nhưng cô cấp độ 5 mà thôi. Mưa tên lửa khá là tốt. Sang vừa rồi cũng đã phải hướng bất luôn cho mình đó tốc biến cho cái pha rải mưa tên lửa vừa rồi của AK. Ba thành viên đến từ bên phía của OMG đang nỗ lực để có thể phòng ngự, nhưng mà cái áp lực đến từ bên phía của W nó lại quá lớn. Họ vẫn đang còn con sứ giả nha. Bay sang di chuyển vào cùng với Mixin, cắm mắt kiểm soát bản chim của phía đối phương. Một lối chơi di chuyển kiểm soát quá khó chịu. Khô sẽ gặp nguy hiểm, tốc băng được tung ra. Khô không có tốc biến sẽ phải nằm. Chắc chắn là như vậy. Sát thương quá nhiều từ bay sang, bây giờ thì họ thuận đường mà thôi. Từ khu vực đường giữa họ đi vào rừng của đối phương, họ xuống khu vực đường dưới. Able bị khép góc lại rồi, không cách nào cho anh ta thoát được cả. Nằm thôi. Đây là chạy lên phường rồi. Đang cố gắng xoay sở để mà gục thuộc về cho ai mà thôi. Để mà gục được giường dành cho El. Khu vực đường trên 1-2. Và 2 đã phải nằm 1. Reed hoàn toàn có thể phòng ngự được tiếp cái đợt lính khu vực đường trên này. Hình như đó là pha mà Aki anh ta đi vào muốn cướp bởi người đá và bị Brett phát hiện thì phải. Brett sau đó anh ta phát hiện và anh ta bật cho mình đó là chiêu cuối tấn công thẳng vào Aki. Không có tốc biến, không có double, không có tốc biến, không có mưa tên lửa. Thì nó thật sự là vô hại tình huống vừa rồi và anh ta bị hạ gục thành công đến từ con Jack vừa trên. 3 điểm hạ gục cho Jack.
lính có thể nhiều hơn ôi đẹp bằng tiễn tung ra với ý đồ quá lớn đến tình phía của El và để xem có trúng hay không. Nó trúng vào người của Brett và như vậy không có tình huống làm choáng. Có lẽ kèo thi đấu B năm nay cũng đã kết thúc rồi khi mà chênh lệch ở phút thứ 13 của ván thi đấu đâu đó rơi vào khoảng con số 7-8 ngàn, con số quá lớn. Rồi một tình huống mà đứng rình chờ đợi cho đợt lính này được tích tụ, một pha đứng rình cũng tương đối là lâu á. Cái đợt lính vừa rồi nó mới được đẩy mà thôi, nhưng mà Vic đã khá là tinh táo cho pha xử lý này. Một mình anh ta nhảy vào và với những cú rên đó thì cũng không thể nào giúp cho AK có thể làm được gì cho pha xử lý vừa rồi cả. Một tình huống rất kinh nghiệm nha, kinh nghiệm của người chơi đường trên của phía WE. Đây là một ván đấu mà như trước trận đấu tôi nghĩ là tôi có cảm nhận từ hồi đó, khi mà cái việc mà kinh nghiệm đến từ những người chơi của phía WE, họ thể hiện cái sự vượt trội trong cặp BO5 này, thì Bay Sang hơn hẳn sau là AK. Một cái cặp BO5 bạn nhìn được cái sự chênh lệch đến từ bên phía của hai người chơi đi rừng. Bay Sang luôn luôn vượt trội sau là AK với khả năng kiểm soát vòng rừng của anh ta, khả năng xử lý biến số và những tình huống mà di chuyển hỗ trợ ra những cái đường mà đối phương đang ở cái đường ngược lại. Thì trong cặp BO5 này thì Bay Sang thể hiện được cái sự chênh lệch giữa hai người đi chơi rừng. Rồi, trụ thứ hai khu vực đường dưới cũng đã không còn nữa. Chênh lệch ở phút thứ 11 hồi nãy tôi nhìn là 7.000 tiền và nó sẽ tiếp tục được gia tăng khi mà cái dàn trụ ngoài đến từ bên phía của OMG vẫn đang còn. Rồi một cái áp lực trong cầu tiếp tiếp tục là quá lớn. Còn cái đội hình đến từ bên phía của OMG là đội hình mà sẽ có được cái lượng sức mạnh hai món trang bị, nhưng mà bây giờ họ đang thua nhiều quá. Cái lượng sức mạnh hai món trang bị chắc là cũng phải kém hơn rất là nhiều. Mixin là một người chơi hỗ trợ, nhưng mà hãy nhìn vào cái găng thù hận của anh ta kìa. Thậm chí pha thi đấu vừa rồi khi mà anh ta kích cái chinh phục lên cái chiều cuối, ôi AK tốc biến vào cái hướng anh ta sống và chờ đợi cho Remy để có thể tiếp cận. Lưu Hoàng Tâm kích thất được lần 3, Remy đẩy ngược trở về với cú bán nguyệt thương khá là đẹp, nhưng Remy vừa rồi đã chủ động để có thể tốc biến. Khô đang gặp nguy hiểm, phong lôi thương để có thể tiếp cận, Remy đã phải lên bảng điểm số. AK tương tự là như vậy, double kill dành cho Quyết và sẽ là không có triple kill, điểm hào đục đó thuộc về dành cho L. Ván đấu này thì bạn thấy con Xin Zhao đang tả xung thủ đột với những tình huống mà anh ta hỗ trợ gần như tất cả mọi nơi. 6-0-7, 13-15 để hạ gục đến từ phía WE có xuất hiện của Bay Sang. Và sẽ không phải là quá khi mà chọn MVP của cặp đấu BO5 này từ bây giờ. Tôi nghĩ rằng Bay Sang hoàn toàn có đủ cơ sở để có thể được vinh hình trong cặp BO5 này, khi mà khả năng kiểm soát bản đồ của anh ta, khả năng đánh của anh ta cực kỳ tốt với cả 3 ván đấu như thế này. Đây là pha mà cả hai Sang và cả Bay Sang né thành công những cú lần choáng. Thêm cao tình huống tốc biến né rất là tốt từ sở sang không tốc biến em mưa tên lửa cuối hùng creepy. Tâm lý như thế này thì thật sự nó đến ván 3 khi bạn đang thua thì tâm lý bất ổn là điều dễ hiểu mà thôi, nhưng vừa rồi là sau khi nhận giải xong anh ta có một cái màn trình diễn ở đầu với sang bên phía kia, phải nói rằng thật sự mà nói là vô cùng tồi tệ ngày hôm nay. Một ngày thi đấu không được tốt đến từ bên phía của OMG, thực ra cũng khó trách họ bởi vì họ đa phần là những cái tuyển thủ trẻ, kinh nghiệm thi đấu những kèo BO5 chưa có nhiều ngoại trừ cô mà thôi. Một đường cô thì cũng rất là khó để có thể gánh được những người đồng đội của mình về mặt tâm lý. Sang vừa rồi anh ta trúng cái điểm cuối của cái mưa tên lửa và pha băng trụ ba người thành công dành cho phía cô OMG, nhưng vẫn sẽ có được những cái giá phải trả, đó chính là con sứ giả thứ hai. Con sứ giả hoàn toàn có thể mang lại những cái trụ bậc thềm dành cho cái dịp đẩy tiếp theo dành cho phía cô OMG nữa. OMG ít nhất họ cũng làm được điều gì đó, nghĩa là họ xuống khu vực đường dưới, họ khai thác thành công được vào việc đối phương không có được sự hỗ trợ. Mà Sang anh ta đứng quá cao tình huống vừa rồi, anh ta tham lính với địch lính rất là to đẩy vào. Nhưng L anh ta được nhường tiền, thậm chí là anh ta ăn sứ giả có 100 tiền cộng thêm với cái lượng trang bị được gia tăng. Nhưng còn khu vực đường trên và khu vực đường giữa, bạn thấy rằng đường giữa hiện tại đó là L, khi mà anh ta đang rất là khỏe. Bay Sang thì anh ta quá giàu rồi cho nên anh ta không tham tiền nữa. Với cái lượng trang bị hiện tại tôi nghĩ là chắc về nhà tại thì mình có muốn boost rack, và với 18 phút thi đấu mà con Xin Zhao có được hai trang bị thì gần như là không thể cản nổi tình phía của OMG rồi, tại vì OMG có rất là nhiều vị tướng cận chiến, mà những vị tướng cận chiến như thế này thì bạn thấy rằng rất là dễ dàng cho anh phía của Xin Zhao có thể lao vào. Chưa đủ giàu như vậy khi anh ta có được 3 mảnh mà thôi, với búa gỗ, với cúc chim và thêm cái đầu viên hồng ngọc nâng cấp lên một boost rack. Lượng trang bị hoàn toàn vượt trội hơn dành cho bên phía của WE. Để coi bây giờ ván thi đấu này họ có mắc những sai lầm kiểu cá nhân đánh hơi hừng quá để cho đội hình đến từ bên phía của OMG có được những cái điểm hạ gục chấm dứt chất lượng hay không. Thì với những cái điểm hạ gục chấm dứt đó mà nó rơi vào những cái vị trí trọng yếu như là Neil hoặc Grimby thì cơ sở để có thể
cố gắng nuôi kéo hy vọng trong bán thi đấu này vẫn sẽ có dành cho phía của MG. Nhưng đa phần vừa rồi các bạn cũng đã thấy, phải đến từ những sai lầm của bên phía WE thì mới mở ra hy vọng. Còn nếu như bên phía của WE họ không sai lầm, hy vọng trong bán thi đấu này tương đối là hạn hẹp dành cho phía của MG rồi. Con sứ giả được tặng thẳng ra khu vực đường giữa phút thứ 18 của ván thi đấu. Trụ 2 chắc chắn sẽ có, quan trọng là họ muốn lấy cái mega ở khu vực đường giữa này hay không thôi. Bởi vì rõ ràng trụ 3 sẽ nằm trong tầm tay của các MG của KW. Bên phía bên kia thì thậm chí là AK anh ta vẫn đang được phía trên bớm bê về nhà mà thôi. Lấy mega luôn. Tôi nghĩ nhiều khi họ không muốn lấy đối phương cũng thả ra thì mình ăn mega luôn cũng được cho nhanh mà thôi. Tại vì sứ giả sẽ hút vào và nhiều khi bên phía bên kia cũng đang muốn thả ra mega, nhưng vấn đề là bây giờ bên phía của WE họ sẽ làm cái gì đây. Con rắc này đang khỏe rất là sớm, gươm suy vong đã có, những cái mạnh để hướng cho mình đã búa rìu sát thần đã có rồi. Còn với cái trang bị thần thoại có rất là sớm từ Baysan thì lần về nhà này chắc chắn sẽ có được tiền nâng cấp cho mình, đó là cái món booster rắc. Còn trang bị của L nha, khởi đầu của anh ta không sợ tốt cho lắm, 027 thì bây giờ thì bây giờ anh ta cũng đã có được cái lượng trang bị sau những pha tranh thắng lợi rồi. Rồng thứ 3 và đó cũng đã có cho nó lưu ý rồi. Một cái lượng kinh tế vượt trội, một cái lượng tài nguyên vượt trội và ba rồng. Nãy giờ thì bay sang nhường cái lượng tiền đến từ những cái mục tiêu lớn dành cho những người đồng đội của anh ta, bởi vì anh ta đang tương đối là xanh sao. Về nhà lần này chắc chắn cái gậu sức mạnh món trang bị thứ hai sẽ được hình thành dành cho phía của WE. Áp lực đến từ con linh hồn rồng cũng sẽ có đâu đó khoảng chừng phút thứ 23 của ván đấu, thì đó sẽ trong những cái cơ sở để có thể lần cầu tiếp tốt hơn dành cho phía của WE. Con Baron thì chuẩn bị xuất hiện rồi và chắc hẳn đó cũng sẽ là một mục tiêu mà bên phía của WE muốn dùng nó để có thể ăn hoặc là câu kéo bên phía của MG ra trong tình huống giao tranh. Chính lệch về đồ ở thời điểm hiện tại là cái con số vượt trội, các bạn cũng đã thấy được điều đó. Ezreal ở thời điểm này có lẽ cần phải farm thêm ít nhất là hơn 1.000 tiền nữa để có thể đạt được cái lượng sức mạnh thần kiếm Muran Mana, thì đó cũng sẽ là thời gian tương đối là lâu dành cho đội hình của phía OMG. Nhưng có lẽ họ phải chờ cho Ezreal đủ đồ, họ phải chờ cho tất cả mọi thứ đầy đủ thì họ mới chuẩn bị thiết lập với một cái pha tranh chấp cuối cùng của mình. Bây giờ Creamy chỉ có thể hy vọng vào cú chui cuối trúng 4-5 người và thêm cái là mưa tình lửa dồn vào, nghĩa là tất cả mọi chiêu ở tình phía của OMG đều phải trúng gần như toàn bộ các thành viên của NPWE để có thể có một pha tranh thắng lợi. Tại vì cái lượng trang bị bây giờ của họ rất là hạn chế so với đối phương, và nếu như băng vào bạn thấy rằng sát thương của Ashe có nha, với cuồng đao Gunso cái lượng sát thương và kích hoạt thêm cả đó là cái sát thương bắn thường từ Ashe nữa, khi bạn dùng cho mình được chú tâm tiện. Thì tôi không nghĩ là Creamy đủ sức chống chịu, tại vì anh ta không có giáp, máu của anh ta có nhiều bao nhiêu thì Missing cũng có thể khiến cho anh ta thành một con creep mà thôi. Và cái lượng sát thương từ phía đằng sau của Sang vẫn có, anh ta không phải quá giàu về lượng kinh tế, nhưng với con Syndra thì nếu bạn tích đủ cầu thì đây vẫn là con Syndra có sát thương. Bắt đầu tràn vào trụ 2 khu vực đường trên. Neil thì đang bị Rick giữ chân ở khu vực đường dưới. Khả năng đẩy đường kích lính đến từ Rick chắc chắn sẽ dễ hơn. Có cái vấn đề mà Rick đang gặp phải đó chính là cái lượng năng lượng của ta đang hơi thấp đôi phần. Những tình huống đặt cọc ra khá khó chịu. Mục tiêu lớn trên bản đồ đã xuất hiện, đó chính là bù lại Baron. Cũng đã có một cơ sở để có thể ăn nhanh dành cho bên phía của WE. Hiện tại là chưa đủ bởi vì cái lượng sát thương đôi mục tiêu của EO ở thời điểm hiện tại là nó chưa thật sự vượt trội. Thay vào đó họ cố gắng để có thể tiếp tục tấn công vào khu vực đường trên này để có thể bòn rút cái lượng máu đến từ lớp giáp trụ, chủ động mở giao tranh như một thứ đề cập. Nó gây ra một cái sự hoảng sợ nhất định dành cho LK trong pha xử lý vừa rồi. Pha mà anh ta có thể dùng thiên đính kiếm với thêm cả thái dương hạ sang và cái khe giữa 4 người của WE và không trúng bất kỳ một ai cả. Với cái vòng tròn không phải là quá nhỏ như thế, nhưng thật sự là trong cái thế này đến từ OMG thì họ chẳng thể nào tìm ra một tia sáng nào cả. Khả năng mở tranh đến từ phía của OMG là có, nhưng vừa rồi nó phụ thuộc vào Cole và Cole không thể nào tấn công được, khi mà khả năng thoát lui đến từ phía WE là có. Bây giờ thì chủ động tấn công đến từ Neil, anh ta đang giữ được Missing vừa rồi cũng đã sử dụng cho mình đó cái chinh phục vào người của Neil. Anh ta đang có cái lượng hồi phục nhất định. Nếu đợt lính siêu cấp được tràn vào khu vực đường giữa quá nhiều phong đô thương can trường, đại bắn tiễn trúng vào người của AK ở phía sau. Những hàng tuyến đầu đã tan vỡ, bắt đầu có dấu hiệu bơi vào dành cho điều gì ta bơi qua yêu ớt. Và anh ta đã chìm mất tiêu rồi, Able cũng không thể nào đảm bảo cái lượng sát thương cả. AK với trong máu của người ta thì cũng đã không còn cơ sở để có thể tranh chấp phòng ngự nữa rồi. Hai dịch chuyển đến từ bên phía của WE chặn đường về của AK, phong lôi thương trúng ngay vào phía sau. Able chạy, Able lướt E lên, Able bắn tay đôi cùng với L. Nhưng pha này thì có sự can thiệp cũng từ Bay Sang nữa. 2-1, người nằm xuống đó chính là Able, chiến thắng ở ván thi đấu thứ 3, chuẩn bị thu về dòng VW.
rất nhanh chóng đến từ bên phía của WWE khi mà họ thể hiện cái sự vượt trội hơn hoàn toàn, đến từ kỹ năng đi đường, đến từ khả năng cắm chọn và khả năng xử lý biến số của họ trên cái pha đấu tranh. Bàn thắng đã có, chỉ đơn giản nhưng mà hạ gục cộng thêm mà thôi. Nhưng bây giờ thì kết thúc ván đấu cho WWE 3-0 với tổng thời gian 3 ván đấu, không ván đấu nào hơn 30 phút và thậm chí là ván thi đấu thứ 3 chưa kết thúc rồi, đó là 22 phút thi đấu mà thôi. Một cái sự vượt trội hoàn toàn, một cái kinh nghiệm đến từ phía WWE khi mà họ từng tham gia playoff mùa trước rồi. Và WWE sẽ tiến vào vòng sau, đối đầu là BOG. Tôi cảm giác như là hơi bất ngờ một chút xíu với màn trình diễn của với OMG. Bất ngờ theo cái ý nghĩa là nó hơi tiêu cực á, là bởi vì đội hình của họ là đội hình mà đánh rất là bay, có những trận thi đấu đánh rất là tốt ở trong vòng bảng, nhưng mà bước vào playoff có lẽ như vấn đề về mặt tâm lý cũng sẽ tác động tới họ, đối với họ cũng khá là nhiều, khiến cho họ không có thực sự có được những cái quyết định mà nó thật sự chuẩn xác ở trong ván thi đấu này. Và đối đầu cùng với WWE, một đội tuyển đã có kinh nghiệm thi đấu ở trong playoff, họ trừng phạt những cái sai lầm đến từ bên phía của OMG một cách rất rõ ràng. OMG đã kết thúc cái hành trình của mình ở playoff ở mùa giải năm nay, cũng như là cái hành trình để có thể góp mặt tại chung kết thế giới qua cái giải đấu vòng loại khu vực cũng đã hết. Ở cái điểm tích lũy của họ không có nhiều cho lắm, nhưng thật sự mùa này OMG vẫn xứng đáng để có thể dành một lời khen dành cho đội của họ, bởi vì những cái tiến bộ rất là vượt bậc của họ so với chính bản thân ở giai đoạn mùa xuân, thì đây sẽ là một trong những cái điểm sáng dành cho OMG ở trong giai đoạn mùa hè. Tôi nghĩ rằng ở cái mùa hè này là một mùa hè thấy gọi rất thành công dành cho OMG. Ít nhất là họ có trải nghiệm playoff, có thể là thua 3-0, nhưng mà bạn thấy rằng khi mà bạn xử lý sai những tình huống dù là nhỏ như thế này thì đối phương sẽ ngay tức trừng phạt bạn, và khả năng xử lý biến số, khả năng thích ứng trong một ván đấu rất là nhanh ở từ bên phía WWE. Họ có được những cái tính toán rất là kỹ càng và cái khả năng đọc ván đấu từ bay sang là cực kỳ tốt. Khi đối phương ăn rồng, anh ta di chuyển ra một cánh khác để có thể có cho mình đó những bãi quá rừng. Khi đối phương ăn sứ giả thì ta tấn công khu vực đường dưới ở ván 1. Còn ở ván 2 thì khi đối phương gặp những cái bất lợi thì ngay tức ta tấn công vào rừng của đối phương. Còn ván thi đấu thứ 3 vừa rồi thì bạn thấy rằng con Xin Zhao của anh ta tả xung hữu đột di chuyển qua rừng của đối phương bằng cách là cấp độ 1, có được cái lợi thế từ rất là sớm dành cho phía của WWE. Thì đây là một ván đấu mà phía WWE họ tiếp tục minh chứng rằng những cái thích ứng của họ trong từng ván đấu rất là nhanh. Khi mà đối phương đưa ra một sự lựa chọn đội hình như thế, họ ngay tức có cái phương án để tấn công. Phương án tấn công cấp độ 1 là phương án mà phía OMG hoàn toàn không thể nào nghĩ tới được. Và đó là cũng là những cái diễn biến cuối cùng ở trong ván thi đấu thứ 3, và chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà bàn phân tích được chuẩn bị xong cùng với khách mời là Bitcoro.